khởi tố cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19. Giám đốc và kế toán trung tâm dạy nghề ở Phú Yên lãnh án tù treo vì chi tiền sai quy định. Cướp iPhone giữa đêm, gã trai thực hiện hành vi tồi tệ với cô gái trẻ trong phòng trọ. Công an phá nóng hai đường dây mua bán ma túy cực khủng ở Thanh Hóa. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Bảo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây là những thông tin chi tiết Thưa quý vị, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin vừa ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Mạnh Thắng, 20 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sinh viên một trường cao đẳng. Được biết, đối tượng này đã lèn vào phòng trọ của một cô gái trẻ, rồi khống chế, cướp tài sản và rời cho đối bại. Trước đó, sáng 19 tháng 5, một nữ sinh trọ trên địa bàn quận tới trình báo, khoảng 1 giờ cùng ngày, bị đối tượng dùng dao uy hiếp, cướp chiếc iPhone 14 và còn rời cho đối bại. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đánh giá, nghi phạm phải là người quen thuộc địa hình khu vực. Ngoài ra, khóa cổng và lối lên tầng đều không có dấu hiệu đục phá. Sau đó, cùng với camera quan sát khu vực nhà trọ thu được cho thấy, vóc dáng đối tượng tương đối giống với Thắng. Tên này có bạn gái ở cùng khu trọ với nạn nhân. Thì thoảng Thắng đến chơi, ăn cơm và ngủ lại nhà trọ của bạn gái. Đến ngày 21 tháng 5, tại thành phố Hạ Long, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàng Mai và đội 9 phòng cảnh sát hình sự đã xác định bắt giữ đối tượng Thắng nghi phạm gây án. Theo lời khai, từng đến chơi với bạn gái tại khu trọ, nên bị can biết cô gái phòng bên có điều kiện kinh tế, dùng điện thoại đắt tiền. Tối 18 tháng 5, Thắng bượn xe máy của bạn học, nói là về Hạ Long đánh nhau. Tuy nhiên, Thắng lái xe máy về Hà Nội, mò đến phòng trọ ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Lúc này đã nửa khuya, đối tượng dựng xe máy ở quáng xa rồi đi bộ đến khu trọ, dùng chìa khóa được bạn gái đánh sẵn, dễ dàng mở khóa cửa cổng. Đi lòng vòng các tầng để quan sát, Thắng phát hiện ngay căn phòng của nạn nhân vẫn để đèn ngủ, cửa không cài then chỉ khép hờ. Lấy con dao ở bếp tầng 1, Thắng lèn vào khống chế cô gái, cướp tài sản và làm bậy với nạn nhân. Tên cướp bắt nạn nhân tự chùm chăn che kín mặt để không bị nhận diện. Trước khi bỏ đi, tên này nói đã quay clip cảnh quan hệ vừa rồi và dọa nếu báo cơ quan công an thì hắn sẽ tung lên mạng. Chiếc điện thoại di động iPhone 14 của bị hại đã bị Thắng bán 20 triệu đồng. Số tiền này Thắng đầu tư 11 triệu đồng mua một chiếc iPhone khác, còn lại chi tiêu hết. Quá trình điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu sư các tăng vật liên quan. Mới đây, một cán bộ xã ở tỉnh Cà Mau đã bị khởi tố để điều tra vì hành vi tham ô tài sản, vì nhận thay tiền hỗ trợ COVID-19 của 24 người rồi quên trả lại cho các lao động tự do thuộc đối tượng được hỗ trợ. Ngày 23 tháng 5, Viện kiểm sát nhân dân huyện U Minh tỉnh Cà Mau đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Công Vinh, công chức văn phòng thống kê xã Khánh Hội, huyện U Minh về hành vi tham ô tài sản. Trước đó ngày 24 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện U Minh đã có quyết định khởi tố đối với bị can Lưu Công Vinh để điều tra về hành vi tham ô tài sản xảy ra vào năm 2021 tại ủy ban nhân dân xã Khánh Hội. Theo điều tra ban đầu, Trước đó do nhiều người dân là lao động tự do trên địa bàn xã Khánh Hội, huyện U Minh bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chưa nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần hỏi thăm nhưng người dân không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ông Vinh báo cáo do một số đối tượng có danh sách hỗ trợ mà không liên hệ được hoặc liên hệ được mà không đến nhận nên đến thời điểm quyết toán, sợ mất quyền lợi người dân nên ông đã gọi nhờ trường ấp 3 nhận thay để tiếp tục liên hệ cấp cho 24 đối tượng, tổng số tiền là 36 triệu đồng. Ngoài ra, ông Vinh cũng thừa nhận việc không cho người khác ký thay vào danh sách cấp tiền và tự ý cho trường ấp nhận tiền cấp cho đối tượng mà không được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã là sai nguyên tắc tài chính, sai quy trình. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Tấn Ngoạn, 56 tuổi, trú tại phường 7, thành phố Tuy Hòa, nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp phú yên và bị cáo phạm thị mỹ hòa 50 tuổi trú tại phường 5 thành phố tuy hòa nguyên phụ trách kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp phú yên về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo ngoạn 2 năm tù treo và 1 năm 6 tháng tù treo đối với bị cáo hòa. Theo cáo trạng năm 2019 và 2020, vì không đủ giáo viên dạy nghề lái xe ô tô các hạng theo lưu lượng học viên đăng ký, nên ông Ngoạn và bà Hòa đã thống nhất với một số cán bộ của trung tâm ký hợp đồng lao động với 87 giáo viên thỉnh giảng và ghi tên 22 giáo viên cơ hữu của trung tâm và đứng tên trong hồ sơ kế hoạch đào tạo của các lớp dạy nghề lái xe ô tô để được cấp giấy phép đào tạo nghề lái xe. Trong số giáo viên trên có 86 giáo viên thỉnh giảng và 12 giáo viên cơ hữu không dạy lái xe, 8 giáo viên cơ hữu không dạy lái xe một số tháng. Tuy nhiên, ông Ngoạn và bà Hòa đã thống nhất để các giáo viên này viết ký khống vào sổ lên lớp, sổ theo dõi thực hành lái xe, nhằm hợp thức việc đào tạo nghề lái xe. Sau đó, bà Hòa làm chứng từ thanh toán và được ông Hoạn ký duyệt chi số tiền 500.000 đồng, một tháng một người. Tổng số tiền là 826,5 triệu đồng. Trong cùng thời gian này, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên đã thuê 12 xe ô tô đưa vào hồ sơ, kế hoạch đào tạo các lớp dạy nghề lái xe ô tô đủ điều kiện được cấp giấy phép đào tạo nghề lái xe tuy nhiên các xe trên lại không được sử dụng để dạy lái xe. Ngoài ra, dù không có trong quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng bà Hòa đã làm chứng từ thanh toán và được ông Ngoạn duyệt chi sửa chữa 12 xe ô tô này với số tiền trên 65,8 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo nhằm mong muốn Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên đủ điều kiện được cấp giấy phép đào tạo nghề lái xe, chứ không vì mục đích cá nhân. Ngoài ra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phá thành công hai chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng. Theo đó, tăng vật thu giữ là 14 kg ma túy tổng hợp, 2 cây heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và xác lập chuyên án 424T, công an Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an huyện Mường Lát, Bộ đội biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Vàng A Tùng ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, đang vận chuyển trái phép 14kg ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Được biết, đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến biên giới Việt Nam-Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ thêm hai đối tượng khác, gồm Nguyễn Minh Phong, 30 tuổi và Nguyễn Thanh Tùng, 31 tuổi, cùng chú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo kết quả điều tra ban đầu, do thông thạo địa bàn khu vực giáp danh biên giới của Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của Lào, Vàng A Tùng đã cấu kết với một số đối tượng người Lào và các đối tượng ở một số tỉnh phía Nam để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín, từ Lào qua Thanh Hóa rồi vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để tiêu thụ. Thủ đoạn của chúng là thường xuyên liên lạc, móc nối với nhau thông qua mạng xã hội, sử dụng sim điện thoại không chính chủ. Khi vận chuyển ma túy, thường xuyên thay đổi phương tiện, thời gian vận chuyển, địa điểm giao hàng. Sau khi triệt phá thành công chuyên án trên, công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức đấu tranh triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khác trên địa bàn. Tiến hành bắt giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn, 31 tuổi ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Hóa, Khương Văn Dũng, 33 tuổi ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, Nguyễn Văn Huy, 55 tuổi ở phường Thiệu Khánh, Phạm Văn Tú, tức Tú Cụt, 57 tuổi ở phường Phú Sơn và Nguyễn Thế Việt, 36 tuổi ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Tú, tức Tú Cụt. Để điều hành đường dây, Tú đã móc nối với một số đối tượng người Lào để mua ma túy sau đó cấu kết với các đối tượng khác chia lẻ ma túy, tiêu thụ tại địa bàn thành phố Thanh Hóa và nhiều huyện trên địa bàn tỉnh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 cây heroin tương đương 67,39g, 3,359g thuốc phiện và nhiều tăng vật khác có liên quan. Các vụ việc trên đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất, với 33% trong tổng số các vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 14.880 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 4.788 trường hợp, chiếm 33%. Đây được đánh giá là một trong những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Các hành vi vi phạm khác cũng bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý như không đội mũ bảo hiểm 2.296 trường hợp, vi phạm về tốc độ 4.566 trường hợp, trở quá tải trọng cho phép 470 trường hợp, không có giấy phép lái xe 2.712 trường hợp. Với các vi phạm nêu trên, cơ quan chức năng đã tước giấy phép lái xe 3.880 trường hợp, tạm giữ 338 mô tô, 19 phương tiện khác và phạt tiền trên 27,5 tỷ đồng mới đây thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ, bộ trưởng bộ tài chính Hồ Đức Phước đã ký tờ trình gửi quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT. Theo đó, chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Đề xuất này được nhiều đại biểu quốc hội ủng hộ. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã sa thải hoặc giãn việc một số lượng lớn công nhân do, do doanh nghiệp bị cắt giảm hoặc không có đơn hàng khiến đời sống một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đang đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng của năm 2023, do đó đòi hỏi cần phải có thêm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế để có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ký tờ trình Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, chính phủ sẽ đề xuất giảm 2% mức thuế suất VAT với tất cả các hàng hóa, dịch vụ, thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Liên quan đến đề xuất này, bên hành lang kỳ họp Quốc hội thứ 5, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ với đề xuất này, thậm chí có thể giảm đến 3 đến 4%. Nếu như chúng ta mà vẫn gia tăng cái áp lực thu thuế, chưa nói đến tăng mà giữ nguyên cái việc thu thuế thì nó tỷ lệ nghịch với khó khăn của người, của doanh nghiệp và người dân. Thị trường này chính là phải có cái kích cầu, trước hết là phải kích cầu vào giá kích cầu vào giá và kích cầu vào những cái cấu thành miên giá trong đó có thuế giảm xuống bây giờ cái bài toán đấy là nó sẽ tác động tác động trở lại tác động trở lại là gì là doanh số bán hàng sẽ tăng lên nó dẫn đến cái thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên những người bán hàng nên được thu nhập họ tăng lên thì thuế thu nhập cá nhân tăng lên và cùng với đó là những cái dịch vụ khác rồi nó kéo theo kích hoạt sản xuất cái bài toán có lợi ngược lại là nó sẽ bù đắp chính từ những khoản khác và cộng hai cái đấy có lợi lại thì uh, thứ nhất là là khoan thư được sức dân ấy thì họ mới có sức để họ tái uh, lao động tái tạo sức lao động tái tạo được sức lao động mới có sản phẩm hàng mới có thuế để đóng trở lại đồng quan điểm đại biểu trần hoàng ngân đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cho biết hiện chính phủ đề xuất giảm thuế vat 2% sau này có thể nghiên cứu để điều chỉnh giảm thêm, từ đó sẽ khuyến khích tiêu dùng, kích cầu nội địa. Vấn đề hiện nay là 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 mình muốn là khuyến khích cái tiêu dùng, kích cầu nội địa. Nhưng mà kích cầu nội địa không chỉ là ở cái vấn đề về thuế nữa, vấn đề về giá trị tăng đó có một phần. Vấn đề thứ hai nữa là cái 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 chất lượng của sản phẩm. À, cái mẫu mã của sản phẩm, chất lượng của sản phẩm. Vậy thì mình phải lưu ý đến thị trường Việt Nam 100 triệu dân đó. Vậy thì trong nước cái bộ phận à, đi nghiên cứu phát triển phải đầu tư nhiều hơn và mình có những cái chính sách khuyến khích để cho cái cái đầu tư phát triển này giảm cái thuế phí vân vân. Thì như vậy những cái doanh nghiệp nào mà đầu tư cho an đi thì được giảm cái thuế phí được tính vào trong cái cái khoản chi để mà được giảm giảm thuế thì như vậy nó sẽ được tốt theo quy định cũ, việc giảm thuế đã loại trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ đã áp dụng theo nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ cho rằng quy định này làm tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và chi phí hành thu của cơ quan thuế. Do đó, với đề xuất mới là việc giảm thuế VAT áp dụng cho tất cả hàng hóa dịch vụ các cơ sở kinh doanh sẽ đảm bảo đúng mục tiêu kích cầu tiêu dùng. Người dân sẽ là đối tượng hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Kết thúc bản tin là những tin tức về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24 tháng 5, Hà Nội và Đà Nẵng đón mưa rông và kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và giải rác có rông. Mưa rông thường tập trung vào chiều và tối. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vị bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía bắc. Trung tâm dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm 22 đến 23 tháng 5 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dài rác có rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày 23 đến 24 tháng 5, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên chiều và tối ngày 22 tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, Quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.